quan chức Nga cảnh báo quốc gia NATO về việc ám chỉ cầu Crimea sắp bị tấn công. Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Kupiansk, Ukraine tháo chạy tại Bắc Avdiivka. Kazakhstan chính thức lên tiếng về khả năng bán MiG-31 cho Ukraine. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn mỗi ngày. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung chi tiết. Cầu Crimea là cây cầu duy nhất nối Nga với bán đảo Crimea, đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, đã trải qua hai cuộc tấn công lớn. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 4, Đại sứ Litva tại Thụy Điển Linas Linkevicius đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội X. Trong đó có 3 bức ảnh, một là ảnh cầu Crimea của Nga, một hình khác là cảnh vụ phóng tên lửa ATAK do Mỹ sản xuất, và ảnh thứ 3 cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang suy ngẫm. Chú thích bên dưới các bức ảnh có nội dung: nếu ai đó chưa có cơ hội chụp ảnh ở cầu Crimea thì vẫn còn thời gian. Ngay sau khi bài viết này được đăng tải, phía Nga đã coi đây là lời đe dọa ngầm, nhắm mục tiêu vào cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky cảnh báo, đại sứ Linkevicius và những người khác có quan điểm tương tự ông, rốt cuộc sẽ phải hối hận về tất cả những sai lầm như vậy. Thông điệp của đại sứ Litva, vốn là quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận Mỹ đã bí mật chuyển giao cho Ukraine một số lượng đáng kể tên lửa ATAK với tầm bắn lên tới 300 km. Theo RT, với bài viết của mình, đại sứ Linkevicius dường như ám chỉ rằng loại vũ khí tầm xa này có thể được sử dụng để tấn công cầu Crimea. Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông, giới chức và giới quan sát đề cập đến cuộc tấn công nhằm vào cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức hồi đầu tháng này, khi được hỏi liệu Kiev có định phá hủy cầu Crimea trong năm nay hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chúng tôi rất muốn điều đó. Tờ Guardian cũng khẳng định phía Kiev sẽ mở cuộc tấn công lần thứ 3 nhằm phá hủy cầu Crimea sau hai lần thất bại. Hồi tháng 2 năm 2024, đoạn ghi âm của lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR Kirill Budanov với các sĩ quan cấp cao người Đức bị rò rỉ trên Internet, từng tiết lộ Berlin cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev. Theo trang news.ru phỏng đoán, Taurus có thể được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công cầu Crimea. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc các quan chức Ukraine công khai lên tiếng về kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng của Nga một lần nữa chứng minh rằng quyết định của Nga về việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine là đúng đắn. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine là hành động không thể biện minh. Ông nói thêm rằng động thái của Washington làm tăng mối đe dọa đối với an ninh của Crimea, bao gồm Sevastopol, các khu vực mới của Nga và các thành phố khác của Nga. Phó giám đốc GUR Vadim Skibitsky tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả hạt nhân, trong trường hợp Crimea bị tấn công. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến nóng. Theo Military Summary, lực lượng Moscow đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine ở Kislyevka, giành được toàn bộ ngôi làng và tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các ngôi làng lân cận. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công trên bộ đầu tiên nhằm vào Makiivka đang được tiến hành. Sau nhiều tuần ngừng hoạt động, mặt trận hướng tới Kupiansk đã trở nên nóng bỏng. Kênh Toby Ayodele cho biết, trên hướng Kupiansk, cuộc tiến công của Nga không chỉ được thực hiện gần Kislovka và Kotliarovka, mà còn gần Krakmani. Quân đội Nga chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía tây Krakmani và tiến về phía Pestiani, tiến gần đến khu định cư. Kênh Ryba đưa tin, trong ngày 28 tháng 4, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã phóng tên lửa ATAK-MS vào trận địa phòng không Nga ở mũi Takhankut tại Crimea mà không có thương vong. Theo hướng Liman, lực lượng Nga tiếp tục tấn công gần Makiivka, thiết lập quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía đông. Kênh Military Summary đưa tin, binh sĩ Ukraine đang trốn khỏi vòng vây của lực lượng Nga giữa Ocheretino và Novokalinovo để tìm cách rút về Akhangansky. Theo kênh Ryba, trên mặt trận Bắc Avdiivka, quân đội Nga đang tiến về Akhangansky, giao chiến tại Keramik. Sau khi họ dọn sạch Novokalinovo, áp lực lên các vị trí của Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Kênh Suryakmet cho biết, tình hình phía tây bắc thành phố Donetsk trong những ngày qua, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát hơn 30% diện tích Netailovo. Mặt khác, những thay đổi đã xảy ra tại Nevensky vì các nhà kho cũng như khu vực xung quanh vẫn nằm trong vùng xám. Trong khi đó, kênh Ukraine Watch
cho biết bước tiến nhanh hơn của lực lượng Moscow khi xác nhận các mũi xung kích đã đột phá tới Netailovo. Cuộc giao tranh đang diễn ra tại trung tâm ngôi làng. Kênh AV Voenkory đưa tin, Bộ Quốc phòng xác nhận việc giành quyền kiểm soát Novobakhmutovka trong trận chiến gần Avdiivka. Theo đó, các lực lượng vũ trang Nga đã đánh bại đội hình của 3 lữ đoàn 142, 24, 68 của Ukraine tại các khu vực Leninskoy, Keramik và Semenovka. 10 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn số 23, 100, 71 và trung đoàn tấn công đường không độc lập số 78 của Kiev đã bị đẩy lùi trong các khu vực của khu định cư Novgorodskoy, Ocheretino, Novobakhmutovka, Netailovo, Berdichi. Trong ngày 28 tháng 4, Nga loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm binh sĩ Ukraine. Ngoài ra còn có một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện bị loại bỏ. Kênh Ryba đưa tin, theo hướng Donetsk, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của nhà máy vật liệu chịu lửa trong thành phố Krasnogorievka. Các đơn vị Nga đã mở rộng quyền kiểm soát ở Netailovo, nơi Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho việc rút quân về phía Kakhlievka. Kênh Military Summary cho biết, với việc tiến vào Krasnogorievka về phía trạm xăng, lực lượng Moscow hiện có thêm lựa chọn để tiếp tục tấn công trên bộ theo nhiều hướng khác nhau. Mặt trận xung quanh Kherson cũng trở nên khá sôi động bởi pháo binh và máy bay không người lái FPV. Theo kênh M Chronicles, tình hình ở Krasnogorievka đối với lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn do họ không có nhiều cách để rút lui như thoạt nhìn. Đầu tiên là về phía Tây, dọc theo tuyến đường sắt. Thứ hai là về phía Bắc, dọc theo con đường hướng tới Kakhlovka. Con đường từ phía Nam đã bị quân đội Nga phong tỏa, các tuyến đường còn lại đang bị hỏa lực kiểm soát. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, theo hướng Avdiivka, quân trú phòng đã đẩy lùi 40 đợt tấn công của đối phương. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 112 cuộc đụng độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, Nga đã phóng một tên lửa, thực hiện 49 cuộc không kích và 77 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Marinka, Orekhov, Zaporizhia và Kherson. Trong ngày 28 tháng 4, lực lượng không quân của lực lượng phòng vệ đã tiến hành không kích vào 3 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã làm hư hại một điểm kiểm soát của Nga. Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tại các thành phố Orenburg và Vladikavkaz của Nga, hai đầu máy diesel đã bị phá hủy vào các ngày 26 và 28 tháng 4. Thông báo có đoạn, ngày 28 tháng 4, tại thành phố Orenburg của Nga, những kẻ chưa rõ danh tính đã đốt cháy một đầu máy diesel nhãn hiệu 2TE-10M. Một sự cố tương tự đã xảy ra trước đó 2 ngày, vào ngày 26 tháng 4, tại thành phố Vladikavkaz. Trong đêm, một đám cháy đã phá hủy đầu máy diesel CHME-3. Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng việc loại bỏ phương tiện trên tuyến đường sắt của đối phương làm giảm khả năng hậu cần quân sự của Nga. Kiev Independent đưa tin, hôm 28 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết quân đội Ukraine đã rút lui về phía Tây Bắc khỏi các làng Berdichi, Semenievka và Novomikhailievka ở vùng Donetsk. Các ngôi làng nằm trên hướng Pokrovsk ở phía tây Donetsk tiếp tục là một trong những khu vực nóng nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Trước đó, ngày 27 tháng 4, nhóm Khortysia thuộc lực lượng lục quân Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga đã đột nhập và giành được chỗ đứng tại Ocheretino, ngôi làng cách tiền tuyến Berdichi và Semenievka gần 10 km. Tướng Syrsky mô tả tình hình ở khu vực Pokrovsk và Khurakhov là khó khăn nhất hiện nay. Theo vị tổng tư lệnh, Nga đang điều động tới 4 lữ đoàn, từ 8.000 đến 32.000 tay súng để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng các thành phố Pokrovsk và Kurakhov phía tây bắc Avdiivka, vốn đã thất thủ hồi tháng 2 năm nay. Ông Syrsky cho biết trên Facebook và Telegram, nhìn chung, đối phương đã thành công về mặt chiến thuật theo các hướng này, nhưng không đạt được lợi thế hoạt động. Tướng Syrsky nhấn mạnh quân đội Nga đang tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. Ông nói thêm rằng tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Theo Tổng tư lệnh, lực lượng Moscow tiếp tục hoạt động tấn công theo các hướng khu định cư Kupiansk và Liman ở tỉnh Kharkov, cũng như tại các khu vực Sivetsk, Sloviansk và Kramatorsk ở Donetsk. Ông Syrsky cho biết tình hình ở miền Nam vẫn còn dữ dội khi Nga cố gắng tiến gần làng Krynky ở tỉnh Kherson, các làng Robotin và Verbov ở tỉnh Zaporizhia và Staromayorki ở Donetsk. Ngày 28 tháng 4, tờ Kyiv Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã thắng thầu 81 trong số 117 máy bay thời Liên Xô của Kazakhstan. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà thầu quốc phòng Kazakhstan Export của Kazakhstan đã bác bỏ thông tin này. Đơn vị này cho biết cuộc đấu giá được tổ chức theo đúng luật pháp và với giới chức trách đã xác định rằng tất cả các máy bay chiến đấu chỉ có thể bị loại bỏ để lấy kim loại. Nhà thầu của Kazakhstan thông báo các công ty nước ngoài không được phép tham gia đấu thầu. Bình luận này được đưa ra sau khi nguồn tin của Kyiv Post nói rằng
Washington đã mua 81 máy bay này của Kazakhstan thông qua các tổ chức ở nước ngoài với tổng trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ. Mặc dù nguồn tin không nêu chi tiết số lượng máy bay mỗi loại được mua, nhưng cho biết giao dịch mua bao gồm máy bay tiêm kích MiG-29, máy bay cường kích MiG-27 và Su-24. Bên cạnh đó, Kazakhstan cũng chào bán tiêm kích đánh chặn MiG-31 trong cuộc đấu giá. Theo báo cáo, tất cả các máy bay đều được liệt kê trong tình trạng không thể sử dụng được và chi phí hiện đại hóa chúng được cho là không khả thi về mặt kinh tế. Các tiêm kích này được chế tạo vào những năm 1970 và 1980 đã ngừng hoạt động theo chương trình hiện đại hóa của quân đội Kazakhstan. Đơn giá trung bình mà Mỹ phải trả là dưới 19.000 đô la Mỹ trên một chiếc. Trên thực tế, chi phí mua toàn bộ phi đội gồm 81 máy bay này chỉ tương đương khoảng 10 tên lửa AGM-114 Hellfire. Tên lửa không đối đất thường sử dụng cho máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Mỹ. Lý do đằng sau động thái này chưa được công bố. Tuy nhiên, theo kỳ Epoch, những loại máy bay này đều có trong biên chế Ukraine. Vì vậy, có những đồn đoán rằng các máy bay Mỹ mua từ Kazakhstan có thể sẽ được đưa tới Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga chưa bình luận về thông tin này. Các tiêm kích không còn có thể sử dụng nhưng vẫn được xem là nguồn phụ tùng thay thế. Mặt khác, các khung máy bay này có thể được sử dụng làm mồi nhử tên lửa đắt tiền của Nga ở các căn cứ Ukraine. Trước đây, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã mua hoặc chuyển giao rất nhiều thiết bị quân sự của Liên Xô để hỗ trợ và bổ sung cho các loại vũ khí trong biên chế của Ukraine. Kazakhstan, vốn là đồng minh của Nga, ngày càng hợp tác với các quốc gia phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đã đón tiếp Ngoại trưởng Anh David Cameron tới thăm Astana hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm Astana vào năm ngoái để hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Á.